Chào các bạn, tên mình là Thành và mình đã quay trở lại một cách cực kỳ lợi hại. Cũng chỉ vì dạo này mình ít online quá mà bạn bè của mình có một số người thắc mắc là tại sao dạo này mất tích. Chính vì mất tích một thời gian cho nên là một số đứa nó trêu là thằng này chắc dạo này bị bắt cóc. Số khác bi quan hơn thì bảo là hai thằng này nó bị thằng nào hiếp. Hôm nay mình lên làm video này để xác nhận với tất cả mọi người là mình không bị bắt cóc. Không dễ gì bắt cóc được này. Video này thì cũng là một cơ hội tốt để mình trình bày mọi người xem là vài tháng qua mình đã làm cái gì. Thì đơn giản, trên lớp cũng như ở ký túc xá hay là ở nhà, mình đều có một cái thái độ rất là tốt. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào khe cửa sổ của mình cũng là lúc mình mở mắt, nhìn vào đồng hồ để biết là mình dậy rất đúng giờ và tỉnh dậy thay quần áo đánh răng háo hức cho một ngày mới ở trường. Nhìn chung là dạo này vẫn khỏe. Mọi thứ thì đều khỏe nhưng mà phải cái là bị hay quên. Chả nhớ được gì mấy. Hôm nọ đấy bảo đánh răng cũng quên mất. Nhưng mà ở trường mình đang có một cái project, tức là phải làm một cái video nói về những thứ làm bạn khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Thì mình nghĩ ra là một trong số những cái khó chịu nhất ấy, rõ ràng là mồm thối. Mồm thối. Đây là một bệnh rất phổ biến giới trẻ khi mà hơi thở của một cá nhân làm ảnh hưởng đến cả một tập thể. Nguyên nhân sâu xa là do vệ sinh răng miệng không kỹ hoặc do ăn quá nhiều hành, tỏi, nem chua và ổi. Mồm thối, nó gây hại và ảnh hưởng đến con người với 4 lý do. Lý do thứ nhất là vì nó rất là thối. Lý do thứ hai, chính vì thối cho nên sẽ gây ảnh hưởng cho người khác. Trong trường, khi bạn ngồi cạnh một đứa mồm thối, thì làm sao bạn có thể tập trung học và thoải mái hít thở không khí xung quanh. Lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến não, ảnh hưởng đến sự tập trung, có thể đến đãng trí. Đấy là lý do thứ ba tại sao mồm thối rất là độc hại. Lý do thứ tư là mình muốn video này ngắn gọn cho nên là xin dừng luôn ở đây. Chỉ là một vài lời nhắc nhở để mọi người để ý hơn đến hơi thở của mình trước khi bước đến nói chuyện hay làm quen một người nào khác ấy, thì nên bỏ tiền ra đầu tư vào một phong kẹo cao su. Đây là một hành động cực kỳ đơn giản nhưng mà đã rất quan trọng. Tôi thấy nhiều thằng đầu tư rất nhiều vào cao su này nhưng mà lại thiếu cao su kia. Nhưng không được,